Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, là người duy nhất trong vụ án chuyến bay giải cứu bị đề nghị mức án tử hình về tội nhận hối lộ. Theo đó, chiều nay 28 tháng 7, sau hơn 2 tuần xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên án đối với 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu. Vụ án chuyến bay giải cứu có 21 người bị truy tố tội nhận hối lộ. Những người này là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc các đơn vị như Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Nam. Viện kiểm sát cáo buộc nhóm bị cáo trên đã nhận hối lộ hơn 500 lần với tổng số tiền gần 165 tỷ đồng từ đại diện các doanh nghiệp trong quá trình cấp phép các chuyến bay giải cứu đưa công dân Việt Nam về nước. Trong số trên có tới 18 người bị truy tố khung hình phạt 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, khi luận tội, đại diện viện kiểm sát chỉ đề nghị mức án tử hình với duy nhất bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, cũng là người nhận hối lộ nhiều nhất với 253 lần, tổng số 42,6 tỷ đồng. Ngoài bị cáo Kiên, 20 người còn lại trong nhóm tội nhận hối lộ bị đề nghị mức án thấp nhất là 2 năm tù, cao nhất đến 20 năm tù. Cũng liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu, 23 người bị truy tố tội đưa hối lộ, chủ yếu là đại diện các doanh nghiệp trực tiếp tham gia thực hiện chuyến bay. Nhóm này đã đưa tiền hơn 400 lần với tổng số gần 165 tỷ đồng cho nhóm 21 cựu quan chức, cán bộ kể trên để được ưu ái khi làm thủ tục xét duyệt chuyến bay. Viện kiểm sát đề nghị mức án với bị cáo thấp nhất là 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất đến 9 năm tù. Đánh giá về vụ án chuyến bay giải cứu, đại diện viện kiểm sát nhận định đây là vụ án có số bị cáo ở nhiều bộ ngành địa phương, hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, thủ đoạn nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn xảy ra ngay trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, bị cả xã hội lên án gay gắt. Việc tổ chức các chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước vốn là chính sách đầy tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước, của cuộc chiến chống dịch với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Thế nhưng, các bị cáo là lãnh đạo cán bộ một số bộ ngành địa phương đã lợi dụng chủ trương này để trục lợi bằng cách gây khó khăn, nhũng nhiễu, tạo cơ chế xin cho, buộc doanh nghiệp nâng giá vé máy bay để có chi phí bồi thường, đưa hối lộ. Hành vi trên làm mất đi bản chất tốt đẹp của chính sách mà Đảng, Nhà nước triển khai, phản bội lại sự cố gắng của nhân dân, đồng chí, đồng đội. Hơn thế, việc nhận hối lộ của nhóm cựu quan chức đã gián tiếp buộc doanh nghiệp phải nâng giá vé máy bay của các chuyến bay giải cứu và các chi phí khác. Người chịu thiệt thòi là công dân ở nước ngoài đang gặp rất nhiều khó khăn. Các bị cáo đã có hành vi trục lợi chính sách, tạo ra cơ chế xin cho, liên minh lợi ích nhằm kiếm tiền trong sự khó khăn cùng cực của người dân, kiểm sát viên nhấn mạnh. Quá trình xét xử vụ án chuyến bay giải cứu, một số bị cáo và luật sư cho rằng việc nhận tiền là do doanh nghiệp cảm ơn. Tuy nhiên, theo đại diện viện kiểm sát, đây là việc đánh tráo khái niệm cực kỳ nguy hiểm, tạo ra tiền lệ xấu cho xã hội, cần phải có nhận thức đúng đắn nhằm loại bỏ thứ văn hóa phong bì. Kiểm sát viên khẳng định, các bị cáo đang làm nhiệm vụ cho mình, không thể có chuyện doanh nghiệp cảm ơn số tiền bằng cả gia tài mà nhiều người mơ ước, hoặc buộc người đưa phải chi tiền. Chưa kể, số tiền mà các bị cáo nhận là đặc biệt lớn, trong khi Đảng, Nhà nước và người dân đang chất chiêu từng đồng để mua sắm vaccine chống dịch. Trước khi xảy ra vụ án chuyến bay giải cứu, giữa người đưa tiền và nhận tiền phần lớn không quen biết nhau, không có quan hệ làm ăn, vì thế không thể có chuyện đưa món quà giá trị cả tỷ đồng lớn bất thường để cảm ơn. Thực tế, việc đưa và nhận tiền được mặc định là cơ chế trong xét duyệt thủ tục cấp phép chuyến bay giải cứu. Theo lời khai của đại diện các doanh nghiệp, các bị cáo đưa nhận hối lộ đều là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có đủ nhận thức và biết rõ hành vi đưa nhận tiền là vi phạm pháp luật. Nhưng vì mong muốn đạt được mục đích của mình, các bị cáo vẫn thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Tính đến thời điểm hiện tại, các bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu đã nộp lại số tiền hàng trăm tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này có Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, người duy nhất bị đề nghị tử hình. Hôm ngày 24 tháng 7, trong thời gian tòa đang nghị án, luật sư của bị cáo Kiên cho hay, gia đình người này đã nộp thêm 7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trước đó, sau khi vụ án bị điều tra, bị cáo Kiên đã trả lại 12,2 tỷ đồng cho một số doanh nghiệp. Đến khi vụ án được đưa ra xét xử, gia đình bị cáo đã nộp thêm 23 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà bị cáo Kiên và gia đình đã trả và nộp lại là hơn 42 tỷ đồng. Với tình tiết này, liệu cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế có thoát án tử? Điều 5, Nghị quyết 03 năm 2020 của Hội đồng Thẩm án Tòa Nhân dân Tối cao có nêu, trường hợp người phạm tội nhận hối lộ chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản nhận hối lộ và đã hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt.
nghĩa là người phạm tội bị truy tố với khung hình phạt cao nhất đến tử hình. Nếu muốn thoát mức án này thì phải đáp ứng hai điều kiện. Thứ nhất là chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ, tự mình hoặc tác động thông qua gia đình, người thân, bạn bè. Thứ hai là hợp tác tích cực với cơ quan tố tụng, chủ động cung cấp tài liệu chứng cứ hoặc lập công lớn giúp cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, truy bắt, điều tra, xử lý tội phạm. Đối với trường hợp của Phạm Trung Kiên, bị cáo này đã trả và nộp lại hơn 3/4 số tiền nhận hối lộ. Việc bị cáo có được thoát mức án tử hình mà đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị hay không sẽ phụ thuộc vào đánh giá của tòa án trong phần tuyên án vụ chuyến bay giải cứu chiều nay. Nữ giám đốc Phương Trần từng phải bán nhà để có tiền lo các thủ tục, đặt cọc chuyến bay, làm hồ sơ cấp phép chuyến bay giải cứu nhưng bị từ chối. Trong khi mỗi chuyến về 240 chỗ thì 10 chỗ cho hũ đựng tro cốt đồng bào. Chiều ngày 20 tháng 7, nhóm bị cáo là các chủ doanh nghiệp bị xét xử tội đưa hối lộ trong phiên tòa vụ chuyến bay giải cứu được tự bào chữa, tranh luận với quan điểm buộc tội từ cơ quan công tố. Trong phần tự bào chữa, bà Trần Thị Mai Sa, giám đốc công ty cổ phần giáo dục Masterline, dùng từ rất giận với việc gây khó dễ từ cán bộ cục lãnh sự. Cục quản lý xuất nhập cảnh khiến bà không có sự lựa chọn khác. Lần đầu tiên được cấp phép chuyến bay giải cứu là do đã chi tiền bôi trơn nên những lần sau cứ theo thông lệ. Tại tòa, bà Mai Sa giải bày muốn trình bày cụ thể hơn bối cảnh xin cấp phép chuyến bay giải cứu bị gây khó khăn, bị bức ép, không còn lựa chọn nào khác, chỉ để cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nữ giám đốc đề nghị hội đồng xét xử và viện kiểm sát kiểm tra một số bút lục, tài liệu lưu trong hồ sơ vụ án thể hiện giai đoạn đầu khi xin cấp phép chuyến bay giải cứu bị Cục Quản lý xuất nhập cảnh từ chối dù đã có sự đồng ý của ba bộ khác. Bà Sa trần tình, khi làm hồ sơ, doanh nghiệp đã phải đóng tiền cọc thuê máy bay nhưng vẫn bị từ chối, bị gây khó dễ. Bị cáo từng bị mất chuyến bay và phải bán nhà để mua chuyến khác, bà Sa nói. Rơi vào hoàn cảnh như vậy, khi tiếp xúc xin cấp phép chuyến bay, dù Cục lãnh sự đã đồng ý, nhưng vẫn nói còn vướng mắc ở Cục Quản lý xuất nhập cảnh nên yêu cầu bị cáo liên hệ với bên đó, lời của bà Sa. Lúc đó bị cáo rất run, như chim sợ cành công, không còn nhà để bán. Bà Sa trình bày cảm xúc của mình khi bị gây khó dễ xin cấp phép chuyến bay. Tiếp tục trình bày, bà Sa cho biết đã tìm cách liên lạc với ông Vũ Sĩ Cường, cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh thì được xác nhận là khó có ý kiến đồng thuận cho hồ sơ của Masterline. Thế nhưng lý do của việc khó mà ông Cường nói với bà Sa là sếp không biết doanh nghiệp của em là ai. Bà Sa nói khi đó trong lòng bị cáo rất ấm ức, mình đang làm những điều tốt, làm theo chủ trương nhân đạo của nhà nước mà giờ bị từ chối chỉ vì sếp không biết doanh nghiệp em là ai. Bà Sa khẳng định Vũ Sĩ Cường cũng mở lối cho bị cáo, muốn giải quyết nhanh phải làm theo cơ chế cảm ơn đi, nếu không kịp thì sẽ khó lắm. Đứng trước tình thế không còn sự lựa chọn nào, bị cáo phải đi xoay tiền thì mới được ý kiến đồng thuận từ các cơ quan ban ngành, lời của bà Sa tại tòa. Nữ giám đốc tiếp tục nói, bị cáo rất ấm ức bởi ý kiến đồng thuận cho các doanh nghiệp là trách nhiệm của các bộ ngành chứ không phải để doanh nghiệp phải đi xin. Lẽ ra Cục lãnh sự phải giải quyết chứ không phải bị cáo. Bây giờ đứng đây bị cáo rất giận, giận các anh chị ở Cục lãnh sự lắm, bà Sa nói và cho rằng sự gây khó dễ của các bộ ngành là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt sai phạm của bị cáo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý khán giả có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành và ủng hộ của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Xin chào!